Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài tập số 2, là chúng ta sẽ thiết kế một cái poster giống như thế này đây. Bây giờ trước hết là mình sẽ nhấn Ctrl N để mình tạo một file ảnh mới. Mình nhấn Ctrl N nha. Rồi bạn nhập vô đây là đơn vị là pixel. Pixel. Ở đây mình chọn đó là 1200, 1800 và độ phân giải mình để là 72. Mình nhấn OK để mình tạo một file ảnh mới. Bây giờ mình sẽ đưa nó sang bên phải ha. Bây giờ mình sẽ gióng hai cái cửa sổ này lại để mà mình thao tác cho nhìn cho nó dễ. Mình vô Window, mình chọn vô Arrange và mình chọn đây là To Up Vertical. Ta sẽ gióng hai cái này là hai bên. Đấy, để một bên trái là chúng ta sẽ nhìn cái sản phẩm mẫu để chúng ta thiết kế theo. Bây giờ mình sẽ vẽ tất cả những cái shape này. Trong giới hạn bài này thì chúng ta sẽ dùng những công cụ tạo vùng tròn để chúng ta vẽ. Các bạn có thể đưa cái hình ở bên trái sang bên phải để chúng ta canh theo tỷ lệ cho nó giống với lại bài mẫu. Mình chọn sang cửa sổ bên trái, mình nhấn Ctrl A, sau đó mình nhấn Ctrl C, rồi mình qua cái cửa sổ bên phải mình nhấn Ctrl V và mình đã dán được cái hình này vô đây. Nó đúng 5 vị trí này bởi vì hai cái file này nó cùng kích thước. Bây giờ mình giảm cái opacity này xuống này để mình mượn lấy cái mẫu của nó thôi. Bây giờ các bạn vẽ từng cái shape ở đây nè thì mình có thể đó là mình dùng cái công cụ tạo vùng tròn là Polygonal Lasso Tool. Đấy, mình dùng Polygonal Lasso Tool là cái công cụ tạo vùng tròn đây là bạn. Xong rồi bây giờ mình vẽ cái phần phần ở giữa trước nha. Mình vẽ phần ở giữa trước, mình đứng sang bên cửa sổ bên này nha. Rồi mình click xuống dưới màn hình nè. Mình vẽ cái đường ở dưới này. Đây, mình sẽ vẽ theo cái đường này. Mình click xuống đây và mình click sang bên đây. Rồi mình click lên đây. Đó, mình sẽ vẽ được cái đường hình cái vùng tròn như thế này và mình tô màu vào. Bây giờ mình muốn tô màu giống cái màu bên đây á thì mình sẽ click vô cái ô màu foreground ở đây và bạn rê con chuột ra bên ngoài cái màu đó, mình chỉ định màu cho nó, sau đó mình nhấn OK. Rồi các bạn tạo file tại new layer mới ở đây, new layer nha. Rồi chúng ta đổ cái màu ở trên foreground, đó là màu foreground ở đây. Rồi bây giờ mình đã có được một cái shape ở dưới đây ha. Mình có một cái shape ở dưới đây rồi. Bây giờ mình đưa nó xuống dưới luôn này để bạn nhìn cho nó rõ này. Tiếp theo là mình sẽ vẽ cái màu trắng ở đây nha. Mình vẽ màu trắng ở đây, mình cũng sẽ làm tương tự như vậy. Các bạn không cần phải vẽ đều song song đâu nhau đâu ha, bởi vì nó có tính nghệ thuật. Bởi ở đây mình vẽ nha. Mình vẽ là mình click xuống đây và mình đưa nó lên trên, sau đó mình click xuống đây một miếng, rồi mình đưa nó xuống đây một miếng, rồi mình click xuống dưới đây, mình click ra đây ha, mình click ra đây, rồi mình khoanh tròn cái này lại. Rồi mình new layer, sau đó bạn tô màu trắng. Bạn tô màu trắng thì bạn gõ phím D, nó sẽ trở về bảng màu trắng đen, và bạn tô màu background, bạn nhấn Ctrl Delete, nó sẽ tô cho bạn cái miếng màu trắng ở đây. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái màu vàng. Mình vẽ cái màu vàng ở đây nè, vẽ cái màu vàng và cái màu cam ở đây nha. Mình vẽ cái miếng màu vàng ở đây, mình sẽ click lên đây và mình vẽ một cái miếng màu vàng ở đây nha. Mình vẽ hơi bị xéo rồi ha. Bạn giữ Shift á, nó sẽ cho bạn xuống dưới, thẳng xuống dưới. Rồi tiếp theo mình vẽ ở đây một miếng màu cam nha. Ở đây hồi nãy là miếng màu trắng này, mình bây giờ đây là màu trắng nè. Tiếp theo mình new layer, mình vẽ một cái miếng màu cam ở đây nè. Bạn lấy màu cho nó nè, bạn click vô đây và bạn chọn con chuột ra ngoài đây, rồi bạn nhấn OK, bạn sẽ có được cái màu vàng nó chọn cho mình. Tiếp theo mình vẽ tiếp, ở đây là cái màu 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 cam nha. Ở đây mình ghi đây là màu vàng nè. Rồi bây giờ mình new layer, xong rồi mình ghi ở đây là màu cam nha. Bạn vẽ tiếp màu cam ở đây nè. Mình click xuống dưới đây, mình click xuống dưới, mình đưa sang bên đây. Rồi, bạn vẽ tương tự như thế. Đó. Chúng ta có được một cái miếng như thế này. Bây giờ bạn đổ màu cam lên đây. Khi bạn thực hành thì bạn cũng có thể tỉ mỉ hơn một chút để cho cái hình vẽ nó được đẹp hơn mình nha. Rồi, vậy là mình đã xong được cái nhóm ở bên dưới. Mình đã xong được cái nhóm ở dưới. Bây giờ mình group luôn cái nhóm này lại nha. Mình group cái nhóm này lại bằng cách là mình sẽ chọn một layer, hai layer, ba layer. Mình chọn xuyên suốt từ từ layer cam xuống dưới tới layer màu màu đen ở dưới đây đi. Mình chọn đây, mình đây là xanh đen ha. Xanh đen nhá. Rồi mình chọn liên tục các layer này, sau đó mình nhấn Ctrl G để mình group nó lại luôn. Đó, chúng ta đã có được một cái miếng ở bên dưới. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái miếng ở bên trên. Bạn new layer,
bạn new layer, xong rồi bạn sẽ vẽ cái miếng ở trên đây nè. Đó là mình sẽ vẽ một cái khoảng ở đây nhá, cái khoảng thẳng, đường thẳng ở đây nè. Mình vẽ cái đường thẳng ở đây, mình đưa lên trên và mình đưa xuống cái vị trí này nhá. Mình đưa xuống vị trí này rồi mình vẽ ra đây. Rồi, mình tiếp tục vẽ lên đây. Rồi, ta sẽ tô cái màu này, đó là màu cam giống vậy nè. Bạn click vô đây bạn chọn màu, sau đó bạn tô vô đây là màu màu cam. Rồi, mình có được cái miếng này rồi ha. Tiếp theo là mình sẽ vẽ cái shape này ha. Cái shape này ở đây này. Rồi mình sẽ vẽ, rồi mình dùng công cụ tạo vùng tròn tiếp tục. Mình click xuống đây, mình click ra đây. Rồi, bạn cho nó đè lên trên này luôn một miếng luôn cũng được nữa. Đó, bạn có thể cho nó đè lên trên này một miếng, cho nó đè dư bên trong. Tức là bạn không nhất thiết bạn phải vẽ đúng đúng y chang cái shape giống như trong bài mẫu đâu ha. Bạn có thể sáng tác thêm ra. Rồi bạn lại chọn cái màu sắc cho nó, là bạn chọn cái màu này. Rồi bạn new layer nhé. Bạn đừng để cho layer nó dính nhau nha. Bạn new layer rồi một lát nữa bạn có thể chỉnh sửa cái bạn tùy biến cái khoảng cách của nó được. Ở đây mình đặt là màu xanh đen nữa nè. Màu xanh đen một lần nữa nè. Ở đây là một cái dọc màu màu cam nha. Mình đặt màu cam nè. Ok, mình ghi lộn rồi, màu cam nha. Rồi, bạn sẽ thấy rằng là ở dưới đây nó có một cái nền màu vàng nữa này. Một cái nền màu vàng nữa, được chưa? Vậy thì bạn đứng xuống dưới cái background này nè, bạn tô cái màu vàng đấy là nó sẽ hiển thị toàn bộ cái hình là màu vàng này. Bạn tô màu vàng thì những chỗ nào mà bạn không có, bạn trống á, bạn vẽ từ nãy giờ những chỗ nào nó trống nó sẽ hiển thị cái màu của background lên. Cái màu background là màu vàng. Vậy thì tới đây là mình đã xong những cái phần vẽ shape, bây giờ mình tắt thử cái này đi. Đấy, bạn thấy mình đã vẽ được những cái shape nó tương ứng như thế này rồi. Đó. Vậy thì bây giờ phần còn lại là phần tiếp theo, chúng là chúng ta sẽ đưa đưa cái hình của cái nhân vật này vào. Bạn nhấn Ctrl O để bạn đưa lên cái trình duyệt, nó đưa vô cái thư mục nó chứa hình ảnh. Đây mình đưa hình ảnh ra nhé, mình đưa hình ảnh ra này. Ở đây là trên màu đơn sắc cho nên là chúng ta sẽ dùng cây đũa thần là Magic Wand Tool. Bạn dùng Magic Wand Tool và bạn để tolerance khoảng chừng mình để khoảng chừng 23 đi ha. Rồi mình chọn contiguous, bạn tắt contiguous đi, bạn thử coi. Bạn click vô đây bạn sẽ thấy là nó đã chọn hết cái nền vàng cho mình rồi. Sau đó bạn nghịch đảo vùng chọn, bạn nhấn Ctrl Shift Y. Y ngắn đấy, bạn nhấn Ctrl Shift Y, xong rồi bạn dùng công cụ Move là phím V, bạn bấm phím V để cho nó trở về công cụ này nè. Xong bạn cầm cái nhân vật này bạn lôi sang bên đây. Rồi, chúng ta tắt luôn cửa sổ bên này. Đấy, bạn đưa cái nhân vật sang bên đây rồi. Mình group luôn cái nhóm này lại nha bạn, group luôn cái nhóm ở bên trên lại nha, là hai cái này nha, hai cái shape này mình group lại luôn nha. Mình ghi ở đây là mình đặt để nó group group hai luôn đi. Rồi, mình dùng cái nhân vật này nè, mình đưa sang bên khoảng giữa giữa như thế này nè, khoảng giữa giữa như thế này ha. Mình cho scale cho nó to ra một chút nữa thôi, một chút xíu thôi. Rồi, tiếp theo á là mình di chuyển cho nó ra giữa. Đó. Mình sẽ tạo một cái bóng ở đằng sau nữa, là mình nhân bản cái nhân vật này lên bằng cách là bạn nhấn Ctrl J, phím J á, bạn nhấn Ctrl J này, nhấn Ctrl J. Xong rồi bạn đứng cái layer ở dưới là cái layer gốc hồi nãy á, bạn nhấn Ctrl T, bạn bạn nắm cái góc bạn scale cho to lên, bạn nắm cái góc bạn scale cho to lên, rồi bạn để lệch sang bên trái một chút, bạn scale cho to lên, bạn để lệch sang bên trái một chút nha. Sau đó ấy, bạn bấm Enter, bạn kết thúc cái thao tác này và bạn chọn vô opacity đây này, bạn giảm opacity xuống đó khoảng chừng 20 thôi, bạn để khoảng chừng 20% thôi. Rồi, chúng ta có được cái hình như thế này. Bây giờ phần còn lại là bạn bạn đưa cái chấm chấm này vô này. Bây giờ chúng ta chưa có vẽ cái chấm, bây giờ chúng ta lấy cái chấm nó có sẵn chúng ta đưa vào nhé. Bạn nhấn Ctrl O, bạn nhấn Ctrl O, chúng ta đưa cái chấm này vào này. Bạn đưa cái chấm này vô. Rồi, bây giờ mình sẽ lôi cái dòng này sang đây luôn, bởi vì cái chấm này người ta đã lọc nền sẵn cho mình rồi, nó là file PNG. Bạn tắt luôn cửa sổ này. Nhưng mà bạn nhìn ở trong bài này, đây là cái chấm màu trắng cho nên là mình sẽ đứng qua bên đây ha. Bạn chọn vô cái chấm này, mình sẽ đưa cái chấm này lên trên cùng. Bạn giữ Ctrl và bạn click vô cái thumbnail ở đây nè, nó sẽ tái hiện vùng chọn lại cho bạn. Bây giờ bạn đổ lại màu của cái này. Mình đang có màu trắng ở bên dưới, bây giờ mình tô Ctrl Delete thì nó sẽ tô màu trắng cho mình. Ok, sau đó ấy, bạn scale nó ra. Bạn nắm Ctrl T và bạn scale cái góc này to ra. Ở đây á là người ta chỉ có lấy một bốn dòng thôi cho nên là chúng ta sẽ tạo vùng chọn là Rectangular.
Sau đó bạn quét hai cái dòng ở dưới cuối này nè. Ví dụ như khi bạn đã lỡ quét tới đây rồi mà bạn thấy ở trên nó hơi sát á, bạn giữ phím, bạn chưa bung chuột nhá, bạn giữ phím backspace, bạn sẽ di chuyển nguyên cái vùng chọn ở lên trên. Rồi bạn bung phím, à xin lỗi, phím spacebar nha bạn. Bạn bung phím spacebar ra và bạn bạn nhấn delete, bạn xóa mất cái dòng này đi. À, tiếp theo mình sẽ đưa cái dòng này bên xuống dưới ha. Mình chọn công cụ move và mình ở đây là mình ghi là cái tròn đi ha. Rồi mình sẽ nhấn Alt+S và mình kéo xuống dưới, nó sẽ nhân bản ra cho bạn thêm một cái khác. Sau đó bạn nhấn Ctrl T, bạn xoay 90 độ lại. Bạn xoay 90 độ lại. Bạn giữ phím Shift thì nó sẽ cho bạn xoay 45 độ và 90 độ. Đó, rồi mình nhấn Enter. Sau đó bạn đổi màu cho nó cũng bằng cách là bạn giữ Control và bạn click vô cái thumbnail ở đây nè. Sau đó bạn đổ màu vàng, cái màu vàng chúng ta đã chọn sẵn rồi, bạn chỉ việc đổ lên thôi. Đó, bây giờ phần còn lại là chúng ta sẽ gõ text vào trong văn bản này. Đây, bạn sẽ gõ chữ Sport Football. Ở trong cái thư mục đó mình có chèn gửi cho các bạn hai cái phông chữ của cái bài này, thì các bạn có thể dựa vào hai cái phông chữ đó để các bạn làm, nếu như các bạn muốn làm giống cái bài mẫu này, còn không thì các bạn cũng có thể sáng tác ra cái phông chữ nào đó các bạn muốn đưa vô cũng được ha. Mình có chữ sport này, cái cách sử dụng đánh chữ này, bạn click vô cái công cụ này và bạn click xuống dưới màn hình thì nó sẽ cho phép bạn gõ chữ ha. Rồi mình ghi, mình đánh enter là xuống dòng này bạn, đánh enter là xuống dòng, xong mình ghi chữ football ở đây nha. Xong rồi bạn bạn click lên đây nè là chấp nhận nha, còn bạn gõ enter là nó xuống dòng, hoặc là bạn nhấn control enter là kết thúc cái thao tác này. Sau đó bạn sẽ chọn vô cái phông chữ này là phông Basque ở đây này ha. Rồi bạn cho cái chữ nó to lên là bạn nhấn vô đây nè, bạn nhấn vô đây xong rồi bạn đặt cái kích thước của cái chữ này cho nó to lên. Ở đây mình vẫn thấy nó bé, mình cũng có thể sử dụng một cách khác là bạn nhấn control T, sau đó bạn scale cho cái chữ này nó to ra, cho nó to ra là bạn đặt đặt ngay vị trí này. Bây giờ bạn thấy là hai cái dòng này nó hơi sát nhau thì bạn cũng có thể chỉnh bằng cách là bạn bạn click vô đây nè, bạn click vô cái biểu tượng này. Đặt bạn đang đứng ở công cụ chữ T nhá, bạn click vô cái biểu tượng character, xong rồi bạn chọn vô cái giãn cách của hai dòng là nó nằm ở đây, là bạn chọn auto, bạn sẽ thấy nó tự auto cho bạn như thế này. Nhưng mà bây giờ mình thấy auto như vậy thì nó không có được đẹp lắm. Bạn sẽ chọn vô một cái mức nào đó nó phù hợp. Chẳng hạn như mình đặt đây 70 thử xem. Rồi, mình vậy là mình phải đặt lên khoảng chừng 100 rồi. Đó, bạn sẽ thấy nó vẫn còn sát nhau thì bạn đưa lên thêm 120, bạn làm quen luôn với cái thao tác này cũng được. Rồi bây giờ mình tắt cái này vô nha. Rồi cái chữ sport này này mình lại click vô đây lại, mình quét chữ sport này và mình tô màu cho chữ. Tô màu cho chữ là bạn phải chọn ở trên đây nha, bạn không có chọn ở đây mà bạn chọn ở trên đây nè. Thành mình tô màu ở đây là màu trắng này. Mình tô màu trắng là mình nhấn ok, rồi mình xong được cái phần chữ ở trên nha. Bây giờ mình nhấn chữ Are you ready ở đây nha. Bạn click xuống dưới màn hình và bạn nhập chữ vô Are, xuống dòng You ready. Alright. Rồi tiếp theo nha, mình scale cho nó to lên này. Mình nhấn Ctrl T, xong rồi mình scale cho nó to lên. Rồi mình đặt nó vô một cái vị trí nào đó phù hợp tương đối. Ví dụ như là mình đặt ở đây đi ha. Đó, đừng cho cái cánh tay nó che mất nha. Sau đó ấy, bạn chọn vô cái khu vực chữ ở trên đây, đây, màu chữ này. Bạn chọn vô để bạn tô màu nó là màu trắng. Đấy, cái chữ này nó hơi to, mình cho nó bé lại một chút nha. Mình cho nó bé lại một chút, mình để đây ha. Rồi đó. Sau đó bạn cho cái chữ này, bạn kéo nó xuống khỏi cái nhân vật này luôn. Bạn kéo nó xuống khỏi nhân vật. Đó, nó nằm ở dưới nhân vật nha. Nếu bạn để ở trên nó sẽ đè lên cái nhân vật. Tiếp theo là bạn sẽ vẽ chữ Peter Pan ở đây nè. Bạn click lên đây, bạn chọn lên cái layer trên cùng lại nha. Bạn nhấn vô chữ Peter Pan nè. Bạn chọn vô chữ Peter Pan. Rồi ở đây mình sử dụng phông chữ đó là phông chữ Metro. Metro nha. Bạn cài cái phông chữ này vô bạn sẽ thấy nha. Rồi mình sẽ Ctrl T, mình đưa cái này to lên một chút ha. Bây giờ bạn nhìn thấy ở chỗ này là một paragraph này, cho nên mình sẽ đánh chữ bằng theo dạng định dạng là paragraph. Ở đây là theo dạng dòng nha. Bây giờ bạn cũng đang chọn công cụ chữ T, nhưng mà thay vì bạn click xuống nhé màn hình nhá, thì bạn quét một khu vực, bạn quét cho nó một khu vực ở ngay đây nè. Bạn quét cho nó một khu vực ở đây. Rồi sau đó bạn nhập chữ vô thì nó sẽ cho phép bạn nhập dưới dạng một paragraph.
Tiếp theo ấy, bạn lại gõ thêm một cái dòng chữ ở bên dưới này nữa. Bạn đánh cái tên của cái fanpage này vô và bạn chọn cái biểu tượng Facebook bạn đưa vào. Mình nhấn Ctrl O rồi mình chọn cái logo Facebook này. Xong rồi bạn sẽ dùng cái đũa thần này, bạn chỉ vô cái màu đen, bạn chỉ vô màu đen, bạn nhấn Ctrl C, bạn đưa sang đây, bạn nhấn Ctrl V và bạn là click Ctrl và bạn click vô cái thumbnail này, xong rồi bạn tô màu trắng cho nó. Rồi bạn nhấn Ctrl D, bạn hủy vùng chọn. Bạn tiếp tục nhấn Ctrl T, bạn scale cho cái này nó bé lại nè. Xong rồi bạn nhấn Enter, bạn đứng ở công cụ V, đứng công cụ V nhá. Rồi bạn di chuyển xuống dưới đây, bạn đưa vô trong đây. Rồi, bạn đưa vô đây nha. Rồi bạn cho nó bé lại một chút xíu nữa nha. Sau đó ấy, mình sẽ lấy công cụ chữ T này, mình click xuống dưới màn hình và mình chọn chữ, mình gõ chữ vào chữ fanpage chẳng hạn đi, mình gõ như vậy ha. Là mình đang để kênh đều bên phải nè bạn. Đó, kênh đều bên phải này, mình gõ kênh đều bên phải nha. Theo bạn đưa cái logo này nè, cái logo này bạn đưa sang bên bên phải một, cho nó đưa nằm ngay chỗ này. Vậy là chúng ta đã xong được cái bài này và các bạn lưu bài, mua lưu file lại. Chúc các bạn thành công.